Và bây giờ đáp theo lời yêu cầu, xin mời Trung Vàng Vọng Cổ Văn Khởi cùng với em gái nữ nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền trở lại chương trình. Alo, 1. Bán phải không? Yes sir. Ok, bán thì bán. Dạ, và trước khi hát thì Văn Khởi cũng có xin có đôi lời xin phép chú Ba, anh Tuấn cũng như là tất cả các anh, các chú. Xin cảm ơn tấm chân tình của tất cả bà con, các chú, các anh tối hôm nay ạ. Dạ, bài hát được mang tên Bánh Bông Lan. Còn bánh bông lan cánh vàng nhụy nó cũng vàng luôn. Đúng rồi đó anh ba. Vậy đó, thế chắc lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Rớt bánh hơn. Đổ bánh hết rồi anh ba ơi. Rồi, nó vậy nó rồi. Chắc là phải ở đây tối ngoài cho tới tối. Anh ở thì tôi cũng không có dám mời. Dạ. Mà anh đi là tôi cũng không có dám hối này nghe. Bông lan mà ấm miệng nghề
chiều. Anh ba ơi, dạ, chắc là tại cái bụng của tôi nó thiệt thà nên hễ nghĩ làm sao rớt tiền nữa thì tôi nói ra làm vậy. Nếu nếu mà anh ba chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói danh vài chục cái anh mang theo về xứ để anh dùng. Xin cảm ơn ạ. Em xin giới thiệu Hồ Minh Đương.